Xong chụp riêng xuống một mai bằng phần tình hợp này. Ngày nay, GA Cambodia YouTube channel xong phong nôm nơi cả tệ ảo rộng mùi tiện hải đại miên chụp nôm trên thà Scott Kalatisak từ chú mút thạch lá. Tại bàn đọc xong trên phi dự phần rút đôi bệnh nhà phịt mối nị quốc đại lục quân xả rác. Và phương ca, trai trai chun bằng phần tình hợp này cùng còn trên cả phần nắp. Nên phương ca trai trí kỳ trà rộng nà nơi khốn nông chi vật rút nơi vô trăm ngày rộng bọc luôn đôi tỏ tới này. Scott Kalatisak từ chú Thạch Lạc tụm lốp đỏ cả mũi đài mà nụ mùi chẳng nốn tay tại bàn phối nữ cư cả đần thạc luôn phối khó hái nơi tay mầm rộng cái prai cầm hò rộng bọc luôn hay hợt ta rộng chương năng tới tiết nữ cư thà nơi ta bằng to thôi nơi à từng vừa đai con bàn thôi còn tiền tụ bây chi chẳng là cả đau từng vừa có bằng bóng mình đúng á mình ai lẹ băng bàn tê cả tác mà ai chọc lương bàn tê và tụ bây chi khách không bật bán kịch web được cọc đô từ luôn nơi ti cả lạnh xanh cả đói có cung tại miền ngày nào muốn những cái tam toan choang cánh đăng chạy chi mà khan ở đại nâng và do lõ bóng bôn của ta ách bàn nơi tu sân này vì chia ra bọc trái trái này quạt này dây thang quạt miền cầm hót mình xa rập hiệp cầm hót tại quạt cáp đây cầm hót tại này khá bà em à vì để bàn phương cầm hót hay ô khiêm khó hay lực rau khiêm nâng cai lực rau khiêm nâng chết nó như chó miền cai à ná bàn thả mọt nâng tại bờ được nông rừng xam góc trái trái vĩnh vì ta đại quạt khó quạt ách xa rập hiệp cầm hót đấy quạt sọc chất ngắt ngắt tới ok chiếc bàn to là tiền nít nhưng nhóm xôm này tiên rương môi đại niên chúng non trên thà ta thấy năng chảy xón ta bây giờ mà xong bằng trang lư cả tệ áo rôm khẳng lứa ta ta vì quật chiếc bàn quam trò ai cả tệ áo rôm skoal cả lạc tế xạ tiêu chú một hạch lạc năng đại rỉ tế hay có số 3 rồi vốn phải chọn môi đại thà rương ta thấy năng chảy xón nít vì chỉ rương môi đại miên năng nông cảm ơn thi ảo rung cao phía này thế này và thóm mà được thêm trăm mình khó tế cư thế này thì pram thì cũng môi khăn cầm lòng chân nam bi quan và môi bi quan bởi lần ai được chứ nế dương tới sạp rừng này tiền lần tên ốc hả nghĩa xóm chuồn rưỡng ta thết nâng chạc sọn xa mai môi miên đọc bạch chất môi rụt miên chứ mô hào thả thén chỉ nè Asrai nè khnông sọc chia đâm bọn chôn đâm bọn mùi có chư chạy tha chỉ nè buộc bật tam thò vì này tù miên trở bọc luôn chỉ bỏ cỡ đấy nè sọc tàng ọc tài miên sơ thi chạy lẹ lợi bọc bật chất rụp nụ kroi mớ bế đai nè sọc đăng thá bọc bật chất rụp nụ bật khó cơn lên vì này thò á chỉ trả ơn đại bàn bật khó đôi chìa phật xá, nâng chiêng chìa đàm. Nẹ sọc tàng ốc có nôm khá nìa chụp cổ rúc, nâng chụp bầu chìa tiền thú, rừng liệp xa ca rạc đợt tấy cho buộc bọc cổ lục tỏ tới tiền. Đôi liệp xa ca rạc thòi chóc, nâng chân hành khoạc hạt một ráo dàng đi hái. Bốp chết rụng ní, có màn kịch rơ cổ bài cò đọc bay bằng tỏ chì vật rủ nơi. Long tam ca bị chà ra nà rớt ổ bài bật màn thang ngày cởi mớ quát cân đặc hơi ổ bài mày mùi hai cân nôm bạc bụ mày mùi hai cân nôm bạc bụ ra bạc luôn bị nẹp xảy tiết vợ đâm nà tàu ả sài tận nơi khăn nông sọc mùi xảy tiết nơi khăn nông sọc thầm mày nú bạc bụ bọc chất bơm tiền lục xong khai khai chung một thên mình bàn cho tàu ả sàm nè khăn nông sọc nè tì có vắt bàn nòm khăn nè tất nạ nâu khăn nông bấy có bài sọc nụ đã miên lùm nòm đôi chìa bà sàng phơ thụ đồng ảnh chẳng hai bàn bằng cách cùng nật mối ai bạc bụ rõ bạc luôn cho tàu khăn nông phùm sọc đang bay bọc kè bạp đào ọc nè sọc thà miễn bà sông thủ đông mùi bà ông khăn bù kè khăn sào tức rung đọc rú nâng tủ tí chọc nạc cùng ruông kè ạ nô vật tư bà cọp đầy chục chây đào nhẹ trọc chỉ trái mang kèm khí mơ xôn tủ tí nâng sào dự đàm
khơi ốc cả lộ đồ chứ nế. Rất xong khai khai chứ mùa hào tạ thết. Bài bạch nhà kết khơi ốc bài thầm mây mùi tiết. Đôi ạ anh bạp đòi nẹ sọc hà. Nhùm nhùm tiền lại ơi. Tạm bật tấu ạ thầm mà mình chọn chân bị bầy tê. Đôi miên chật xong đọc đò sạch lục đôi khía. Rú ạ thầm mà bàn tụ tiêng khánh thá. Sọc ní bật chiên nâng trâu tờ tu rừng cổ tu rục hấp rôn tẹp bánh giang thầm ngơ. Tiếp ạ thầm mà xâm rạch bệ tây chanh mơ khổng cổ sạch lục giang ninh ai. Nẹ sọc phát phay nôn khía xong ca chùi xong cổ. ករណាប្រគុណម្ចាស់បាទដូច្នេះមែនសូមប្រគុណម្ចាស់ជួយដល់ពួកខ្ញុំព្រះករុណាផងបបិចិត្តខ្លែងខ្លាយថែនប្រាប់យ៉ាងលឿនដល់ពួកបរិស័ទថាមិនអីទេញោមចូលញោមទាំងអស់គ្នាសង់ខ្ទើមថ្មីមួយនៅឆ្ងាយពីលំនៅឋានរបស់ញោមហើយនាំគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានដូចជាបារី ស្រាស្លាមលូនឹងចង្ហាន់ផ្សេងផ្សេងទៅតម្កល់ទុកក្នុងផ្ទះនោះហើយត្រឡប់មកស្រុកភូមិវិញចាំពួកអាត្មានាំគ្នាទៅសើធម៌រំដោះគ្រួហើយពួកញោមតែហាមដាច់ខាតកុំឲ្យនរណាម្នាក់នាំគ្នាទៅនៅជុំវិញផ្ទះនោះឲ្យសោះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកដែលបានកន្លងខ្សែសីមានោះនឹងត្រូវឈួត បន្ទាប់ពីបានគ្រឿងបរិភោគផឹកស៊ីដល់កន្លែងនឹងមានសវត្ថិភាពឡើយហើយពួកលោកសង្ឃតាថេនក៏នាំបាក់ពួកទៅស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយទៅស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយរីស្រែកច្រៀងត្រហឹងអង្គងពេញព្រៃជួនពេលដំណើរគ្នានោះមានក្មេងគូវិលគោម្នាក់ដែលគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាឈ្មោះចៅសនបានដើរទៅជិតព្រៃនោះ ក៏បានលឺសំឡេងដូចជាពួកអ្នកប្រមាក់លឺដូច្នេះចៅសនក៏ទៅលើកមើលឃើញបាក់ពួកបបិចិត្តទាំងអស់នាំគ្នាស៊ីផឹកខុសពីការសន្យាឃើញបែបនេះក៏នាំដំណឹងទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាជឿចៅសនទេហើយនាំគ្នាចោទប្រកាន់ចៅសនថាឆ្កួតគ្រប់គ្រប់គ្នា ដំណឹងនេះបានលេចឮដល់ពួកអាចារ្យតថេនអាចារ្យតថេនក៏បានប្រើបពុឲ្យមកនាំចៅសនទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ក្នុងកលបិចដើម្បីព្យាបាលនឹងហាមិនឲ្យនរណាទៅជិតទេព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺឆ្កួតនោះឯងបពុលោកគ្រូសង្ឃថេនបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះបានវាយ សួរចៅសនយ៉ាងពេញទំហឹងពីមូលហេតុដែលចៅសនដឹងនឹងការនាំយកទោសកំហុសរបស់ពួកគេទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្រុកដរាបណាចៅសននៅតែប្រកែកពួកគេនៅតែវាយមិនព្រមឈប់ដោយទ្រាំនឹងការឈឺចាប់មិនបានចៅសនក៏ប្រើប្រាជ្ញាប្រឌិតអបាយមកការពារខ្លួន ដោយអង្វរដល់ពួកបបិចិត្តអត់សល់ទាំងអស់នោះថាព្រះករុណាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាជាហើយខ្ញុំព្រះករុណាមិនឃើញអ្វីជាទោសរបស់លោកទេបានចំឡោយដូច្នេះពួកលោកសង្ឃអស់នោះក៏ឈប់វាយហើយក្នុងយប់នោះដែរពួកអាចារ្យតថេនបាននាំគ្នាប្រមូលចានឆ្នាំង គ្រឿងបូជាផ្សេងៗរត់ចោលខ្ទើមនោះបាត់ទៅពេលភ្ញាក់ឡើងចៅសនមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ក៏ដើរមកប្រាប់អ្នកភូមិតាមដំណើររឿងម្ដងទៀតលោកអ្នកភូមិទៅឃើញការពិតក៏ជឿតាមចៅសនហើយទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាត្រូវលោកសង្ឃអត់សល់ឈ្មោះហៅតាថេនបោកប្រាស់មែនពីម្សិលមិញចៅសនឈ្កួតដល់ថ្ងៃនេះពួកអ្នកភូមិឈ្កួតវិញម្ដងតើ រឿងនេះនៅចុងក្រោយអ្នកភូមិជាអ្នកឈួតឬក៏ចៅសនជាអ្នកឈួត គំនិតពិចារណានៅក្នុងរឿងនេះ កូនក្មេងជាមនុស្សដែលតែងតែនិយាយត្រង់គឺខុសពីមនុស្សចាស់ ដែលមនុស្សចាស់ពេលខ្លះពោពេញទៅដល់គំនិតបោកប្រាស់មែនទែនហ្មង ដូចនេះ
môn năng nét ở đây chưa là nào mà nẻ cua tay sẵn kết mơ đòi bị chát ra nào bán cho bác lúa vì sẽ cao phép rồi bóc một cô rụt nụ phong còn chết tại chưa đòi không nên hẹp hoa cho bác lúa đợi rừng tạ thêm nâng trái xôn ở mạnh mạnh dân và mình đang tha tạ thêm nâng chỉ xong bất đi con bất mau bị nào phía này phóng chưa long này mà đó nẹ phong và tập đi trái xôn ấy nơi không phong mùi kia rộp nam rộp khai mà hát bài này chỉ ọt chưa trái xôn là vĩnh và hãy không biết đai trên thì dây của họ mà nước chạm vào vì nát nghĩa là mà nước chạm nâng đai thì riêng mấy ai chết có họ và nẹ đai chạm bảo kế bằng đa mô bị cá khoát cao bị chà là nà bằng ban kết áo lật là ấn mọc chọc thá tá xong hai phần hai rửa nơi bà dương nơi tay thuê chi một nút nông chầm nam mà nước chút á nút buộc mà nước chút tàng nút mình sai tàng nút mình sai chọc ớt hai thai dưới nước chút đôi phù vi đai nè và được nhìn nơi phê đại dương phương ảo vây cả đáo nhé trái chê bọc bán tam cả lạc sản phẩm đôi cái tha châu prey tam bọc châu sốc tam tam tỷ và được chứ nét nhưng trong số mình chọc nơi cùng được kỳ trà đồn á nâng ca để tiên đương tạo thêm nâng trái son tạo tâm bằng nít tạo bóng ôn từng ốc nghe dù khuyên tha rướng tạo thêm nâng trái son nít vượt chỉ bàn con trô ai cả tệ áp rung qua cả lạc tỷ sản từ một thả trả đại lý tế số bóp ôn tặng ốc nên mình ta bệnh chính một tệ dựa bò ta mình dạng cao đó chia comment nực này càng cầm này vì tập ổn ít và châu chất xong like và bệnh chất xong xe chạy chung mặt to từ vì phục hàng cài trong cái đó xong chút bó bóp ôn tặng ốc nên ai viên sọc cộng hiệp và rứng mồm chúc tay sẽ gây sọc sụp hẹn ngủ nâng chúc chơi group chúc nế nơi ở cả cài tiết xong hòa cơn.